Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cách thu hoạch nó sen. Thì đám sen này thì hiện tọa lạc tại ấp Phú Đức, xã Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Thì cái đám sen này thì mình cũng đã trồng khoảng 4 tháng nay rồi. Thì cũng đã thu hoạch nhiều lần. Thì hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn về cách thu hoạch nó sen. Ngó mà chúng ta nhổ những cái lá xè như thế này thì mình không có nhổ, mình chỉ nhổ những cái lá đứt như thế này thôi. Thì cái thời gian mà mình thu hoạch á, thì ví dụ như hôm nay mình thu hoạch á, thì 3 ngày sau mình tiếp tục mình thu hoạch. Những cái lá sâu hoặc là lá già như thế này thì mình sẽ bẻ bỏ để xem nó phát triển. Với những ngó mà lớn á, mình có thể mình kéo hai tay luôn, nhiều quá lắm. Và khi mà kéo thì các bạn cũng phải chuẩn bị tâm thế. Không thôi thì đứt cọng sen thì nó sẽ bật lửa té. Việc trồng sen này các bạn là mình phải đảm bảo nước đầy đủ, nếu mà thiếu nước thì sen nó sẽ không phát triển. Đó là sen cửa. Thì tại sao người ta gọi là sen cửa? Vì nó có cái cửa giống như cái cửa gà. Và cái loại sen thứ hai là cái sen ngòi, hay gọi là sen ngòi. Thì cái đầu sen nó giống như là cái ngòi viết, thì người ta gọi là cái sen ngòi. Thì đối với cái sen cửa, sen cửa thì thường thì người ta sẽ lấy làm dưa, thì nó sẽ bảo quản được lâu. Còn đối với sen ngòi á, thì mình sẽ đem xào thì nó rất là ngọt. Ví dụ có thể xào thịt, xào tép thì nó rất là ngọt và ngon.
cò nó đừng có xuống, nó đạp nó hóa sen. Sau khoảng 30 phút nhỏ thì mình được đi xuống. Hôm nay tốt. Bây giờ mình sẽ đi nhỏ tiếp. Sen này chắc khoảng là 30 kg. Thì sau khi mình đã nhổ lên tới bến rồi thì mình bắt đầu mình đi rửa. Đây là cái miếng tước kiểu sen, em kiểu sen mình làm bằng lưới chỉ các bạn, hai lưới chỉ. Thì sau gần 2 giờ đồng hồ thì sen đầy sinh trạng khỏe thì giải quyết xong. Và cái giai đoạn cuối cùng là mình sẽ bỏ mình bỏ nhỏ như này thì khí còn khi bỏ xong thì mình sẽ đi giao cho khách hàng. Và video của mình đến đây chúng ta dừng.